Tên học tiếng Trung channel xin chào tất cả các bạn. Chế yun. Chế yun. Chế yun. Tàu điện ngầm. Ta chế yun Đi tàu ngầm, đến sân bay rất thuận tiện. ba có nghĩa là đón, đón xe, đi xe. Chế yên, tàu điện ngầm. Chì, trong câu này có nghĩa là đến, đi đến. Chi tròn, sân bay. Hẳn, rất. Phong biên, thuận tiện. Ta chế yên, chì, chi tròn, hẳn phong biên. Đi tàu điện ngầm đến sân bay rất thuận tiện. Màn hoa Man hoa Man hoa Truyện tranh Ví dụ Lý rũ Wó xì hoan khăn man hoa Wó xì hoan khăn hoa Tôi thích đọc truyện tranh Wó tôi Xì hoan thích Khăn xem hoặc là đọc hoa truyện tranh hoan màn tôi thích đọc truyện tranh 晚餐,晚餐,晚餐,晚餐, bữa tối hoặc là bữa ăn tối mama mà mẹ than số One ma mama Mẹ thiên Mẹ bạn có nấu bữa tối hàng ngày không? Nị bạn. Mama mẹ. Nị ma mẹ bạn. Mẹ thiên mỗi ngày hàng ngày. Chỗ, nấu hoặc là làm. Hoàn chan bữa ăn tối, bữa tối.

Ngoài miền hẳn lận Bên ngoài rất lạnh Ngoài miền Bên ngoài Hẳn lận Rất lạnh Hởn, Rất lợn Lạnh Ngoài miền hẳn lận Bên ngoài rất lạnh lạnh soàn lạnh soàn lạnh lẻng soạn lén soạn mát mẻ. ví dụ, ví dụ, Thiên chi biên tở mát mẻ tố rồi. Thời tiết trở nên mát mẻ hơn rồi. Thời tiết trở nên mát mẻ hơn nhiều rồi. Thiên chi, Thời tiết Biên tở, trở nên mát mẻ mát mẻ. Tô là nhiều rồi, nhiều hơn rồi. Thiên chi biên tở Lén soạn tô là thời tiết trở nên mát mẻ hơn nhiều rồi. Thả san, thả san, thả san, leo núi. Ví dụ, lý rượu. Tôi thích leo núi thả san tôi thích leo núi wǒ tôi xì hoan thích thả có nghĩa là leo san núi thả san leo núi wǒ xǐ thả san tôi thích leo núi Hãy lặp lại một lần nữa cùng trên này nha. Chế <laughs> tàu điện ngầm. Ta chế yên, chư chi tràng hình văn biên. Đi tàu điện ngầm đến sân bay rất thuận tiện. Mạnh hoa, truyện tranh. Wo xì hoan khăn mạnh hoa. Tôi thích đọc truyện tranh. Hoàn chan, bữa tối. Nì mama ma mà, mẹ thên zô hoàn chan mắt mẹ bạn có nấu bữa tối hàng ngày không? Lợn, lạnh. Quay miên, hởn lần. Bên ngoài rất lạnh. Lẻn soạn, mát mẻ. Thiên chi biên tở, lẻn soạn to là Thời tiết trở nên mát mẻ hơn nhiều rồi. Thả san, leo núi. Wǒ xǐ huān tôi thích leo núi bài học các câu giao tiếp của cha này đến đây tạm dừng và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo nha còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để khi nào cha này có ra video mới thì các bạn sẽ đón nhận được ngay nhé xin thân ái chào tạm biệt các bạn